mưa lớn diện rộng khu vực tỉnh Quảng Ngãi. Hiện nay 18 tháng 12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc về phía khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 9, nên từ đêm nay 18 tháng 12 đến hết đêm 19 tháng 12, khu vực tỉnh có mưa vừa mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 100 đến 250mm, có nơi trên 250mm. Mưa lớn tập trung ở vùng đồng bằng ven biển và trọng điểm mưa khả năng từ trưa đến tối ngày 19 tháng 12. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng trũng thấp ven sông. Lượng mưa trong 24 giờ tới, từ 16 giờ ngày 18 tháng 12 đến 16 giờ ngày 19 tháng 12, cụ thể như sau. Vùng núi phía Bắc tỉnh huyện Trà Bồng phổ biến từ 80 đến 150mm. Vùng núi phía Tây tỉnh huyện Sơn Tây Sơn Hà phổ biến từ 70 đến 130mm. Vùng núi phía Tây Nam tỉnh huyện Ba Tơ Minh Long phổ biến từ 80 đến 170mm. Vùng đồng bằng phía Tây Bắc tỉnh huyện Bình Sơn Sơn Tịnh phổ biến từ 100 đến 180mm, có nơi cao hơn. Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi cao hơn. Vùng đồng bằng phía Nam, Mộ Đức, Đức Phổ phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi cao hơn. Vùng biển hải đảo, Lý Sơn phổ biến từ 120 đến 180mm. Trong 24 đến 36 giờ tới, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 70mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.